Vâng, kính chào mọi người nhá. Mời mọi người xem người nông dân Tây Bắc sơn dùng vôi để sơn lan lên những cái cây ăn quả để cho nó bảo vệ sinh trưởng cho cây ăn quả nhá. Mời các bạn đón xem bác nông dân đang sơn những gốc cây. Sơn sắp xong đấy ông nhỉ? Còn bao nhiêu cây nữa? Đây đang sơn cho cây mít nha các bạn nhé. Đang lăn vôi cho cây mít. Lăn cái đây là liệu là cái vôi. Đấy, vôi trước mua đấy. Vẫn còn đấy. Cái vôi này. Lăn quanh cái gốc để nó bảo vệ chống sâu bệnh, nó phá hoại cây ăn quả. Cây này đang đang ra quả đây này, cây mít này đang năm nay có ra quả này, có quả nhỏ này đang ra trên nhiều phết này này. Rất là nhiều cây. Cây bưởi, cây mít đang được sơn. Đấy, đã xong cái cây bên góc vườn đấy nhá, đã xong sơn, xong sơn vôi xong.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, những cái gốc cây đã được bác nông dân sơ quét vôi cho gốc đã xong nhá, đã gần xong nhá các bạn nhá, còn một số cây nữa thôi là xong. Rất là nhìn mấy hôm nữa nó trắng lên nhìn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, để bảo vệ cây trồng cây ăn quả. Đấy, cây cho cây phát triển đang ra quả này. Đấy, bác hay nói cái chỗ cây góc này là xong. Kết thúc nhá. Đây. Chào mọi người.